Hey yo, what's up? Chào mừng mọi người đã trở lại với 2 phút thứ hai hàng tuần. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để chúng ta có thể chỉnh ảnh du lịch như thế này. Như mọi người đã biết thì kênh của mình chỉ tập trung vào chia sẻ làm video thôi. Tuy nhiên thì mình nhận thấy là có một phần lớn những người xem kênh của mình cũng quan tâm cách làm sao có thể chỉnh ảnh đẹp. Và mọi người cũng biết là cái tông màu của mình ấy, thì thường mình hay làm những cái tông màu du lịch nó ngầu ngầu, nó contrast một xíu. Nhưng mà mình biết là rất nhiều bạn nữ thì thích cái tông da nó mịn màng, nó trắng hồng. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách để chỉnh sửa màu này trước nhá. Bước đầu tiên thì mình sẽ vào phần mềm Lightroom ở trên điện thoại này. Với việc chỉnh ảnh này ấy, thì thực sự là công cụ nó tương tự như nhau. Thế nên cho dù mọi người dùng Lightroom này, dùng Photoshop này, hay mọi người chỉnh ở điện thoại hay máy tính thì nó đều các bước y hệt như nhau cả. Thế mọi người không phải lo là mình dùng công cụ gì nhá, chỉ cần hiểu được cái tư duy là ok. Sau đó mình sẽ thêm cái ảnh của mình vào. Mình chọn từ thư viện ảnh này. Rồi bây giờ mình đã thêm được ảnh của mình vào. Và đầu tiên mình thấy là cái tấm ảnh này của mình nó đang hơi tối một chút. Bởi vì là nếu mà mình chụp mà mình đẩy sáng lên ấy, thì chắc chắn là da tay của nhân vật nó sẽ bị cháy sáng hết. Nên mình cần phải chụp tối một chút. Và về nhà thì mình kéo sáng bù lại sau. Cái cách để kéo sáng bù lại là mọi người chọn phần ánh sáng này. Đầu tiên là ở phần vùng sáng thì mọi người sẽ kéo vùng sáng xuống rất là nhiều. Mọi người sẽ thấy những phần ở tay hay ở áo của nhân vật bị cháy ấy, thì nó được cân bằng lại rồi. Và sau đó thì mình sẽ tăng sáng tổng thể lên. Đó, mọi người thấy không? Chỉ với một bước đơn giản thôi thì nhân vật chúng ta đã ngay lập tức là nổi bật hơn rất là nhiều rồi. Thường thì con gái sẽ thích làn da mịn màng nên mình sẽ giảm độ tương phản của nó đi một chút. Đó. Tiếp theo ở phần vùng tối mình sẽ thử là mình tăng cái phần vùng tối lên một xíu. Đó, mình tăng vùng tối lên một xíu. Ở phần màu trắng thì là những cái phần mà nó sáng hơn phần highlight. Phần sáng nhất ấy, thì mình cũng sẽ giảm màu trắng đi một chút để cho khung hình của chúng ta dịu mắt hơn. Rồi, cái phần màu đen thì mình cũng sẽ giảm xuống một chút. Mình sẽ cho mọi người xem trước và sau nhé. Đây là trước khi chỉnh sửa này và đây là sau khi chỉnh sửa này. Thì ngay lập tức với một vài bước đơn giản, chủ thể chúng ta đã trong trẻo và sáng hơn rất là nhiều rồi. Bước tiếp theo đến phần màu sắc thì mình sẽ chọn phần độ đậm nhạt này. Mình sẽ tăng nó lên một chút để cho màu chúng ta tươi hơn. Đó, mình tăng lên một chút. Và ở phần độ bão hòa thì mình sẽ giảm ngược lại một xíu. Ok. Và mình sẽ kéo lên trên, mình chọn vào phần bộ trộn này này. Đó, thì bộ trộn này sẽ cho phép chúng ta chỉnh từng màu riêng biệt. Đầu tiên thì mình sẽ chọn màu da cam, bởi vì màu da cam chính là cái màu mà của da tay con người ấy. Thì để mà nhân vật có làn da trắng trong trẻo thì đầu tiên mình sẽ cho sắc độ nó sang hơi hồng một chút này. Người Việt Nam da hơi vàng, mình sẽ kéo sắc độ nó sang hơi hồng một xíu. Đó, và độ bão hòa, nghĩa là độ đậm màu ấy, thì mình cho nó giảm xuống một chút. Ok. Và độ chói, nghĩa là độ sáng ấy, thì mình sẽ tăng sáng lên để da nhân vật sáng hơn. Mình tăng lên một xíu. Ok. Tiếp theo mình sang phần màu đỏ. Màu đỏ sẽ là màu mà ở môi của nhân vật ấy, thì mình sẽ tăng màu đỏ lên để cho son của nhân vật đậm hơn một chút. Đó. Và ở phần độ chói thì mình cũng có thể tăng sáng màu son môi lên một xíu. Mọi người thấy không? Chỉ với một vài bước đơn giản là chúng ta đã có thể chỉnh ảnh nhân vật sang tông màu trong sáng hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì nếu mà để làm kỹ hơn một chút ấy, để khung hình chúng ta tinh tế hơn, thì mình sẽ quay trở lại phần, mình sẽ chọn hoàn tất này. Mình quay trở lại phần cắt, bởi vì là mình thấy là khung hình này chúng ta cái phần bên trên đầu nó hơi thừa một chút. Mình sẽ cắt nó thấp xuống một xíu nhé. Đó. Đầu tiên là mình sẽ cắt nó thấp xuống một xíu để cho nhân vật chúng ta được nổi bật hơn này. Chuyển ra qua phần mặt nạ. Với cái phần mặt nạ này thì mọi người sẽ cần phải cài đặt Lightroom bản Pro, bản mà trả phí ấy, thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Thế nên là nếu những bạn nào sử dụng miễn phí thì chỉ cần chỉnh như trước là cũng đã ok rồi. Mình sẽ chọn dấu cộng này. Và sau đó mình chọn chủ thể. Đấy, thì điện thoại sẽ mất một xíu thời gian để chúng ta có thể chọn được chủ thể. Sau khi mình chọn được chủ thể rồi thì mình sẽ nhấn vào cái mask ở đây này. Và mình chọn là đảo ngược mặt nạ. Thì ngay lập tức là mình sẽ chọn được những vùng xung quanh đúng không? Và thường để chủ thể nổi bật lên ấy, thì mình sẽ phải chọn phần ánh sáng để mình giảm sáng những phần xung quanh xuống.
Đó, mình sẽ giảm độ phơi sáng xuống một xíu. Thì mọi người thấy không, chủ thể chúng ta nổi bật hơn rất là nhiều. Và tiếp theo mọi người sẽ thấy là ở những cái phần lồng đèn rồi những cái đồ vật xung quanh màu sắc nó cũng khá là rực rỡ ấy, thì mình cũng sẽ giảm cái màu sắc xung quanh đi. Thì những màu sắc đó nó sẽ không làm phân tán và mắt của chúng ta sẽ tập trung nhìn vào chủ thể nhiều hơn. Thì mình sẽ chọn vào phần màu sắc này. Đó, và sau đó ở phần độ bão hòa thì mình sẽ giảm nó xuống. Đó, mọi người thấy không? Mình giảm nó xuống tầm khoảng 27. Thì ngay lập tức là chủ thể chúng ta sẽ nổi bật hơn, sáng hơn, hút mắt hơn rất là nhiều. Tương tự như thế thì mình chỉnh một cái ảnh tiếp theo nhá. Đầu tiên mình cũng vào phần ánh sáng này và mình làm tương tự. Bởi vì những cái ảnh này thường là da của nhân vật nó hơi tối một chút. Mình sẽ kéo vùng sáng xuống rất là nhiều này. Sau đó là mình sẽ tăng độ phơi sáng tổng thể lên. Đó, để mỗi khi nào mọi người thấy là da của nhân vật đủ sáng này. Tiếp theo là phần vùng tối thì mình sẽ cũng tăng lên một xíu. Ở phần màu đen thì mình sẽ giảm xuống một chút để cho nó nổi bật. Ở cái phần màu trắng thì mình cũng sẽ giảm xuống. Tiếp theo ở đây mình thấy là hiện tại tương phản của nó đang chưa được tốt lắm, nên mình sẽ tăng một chút tương phản lên giúp cho nhân vật được nổi bật hơn. Đến phần màu sắc thì mình cũng làm tương tự. Đầu tiên mình tăng cái độ đậm nhạt lên này. Đấy, để màu sắc của chúng ta tươi tán hơn, rực rỡ hơn. Độ bão hòa có lẽ ở khung hình này mình cũng sẽ tăng lên một chút. Đó, thì tương tự như lúc nãy mọi người thấy là chúng ta sẽ đến phần chỉnh da này. Chúng ta sẽ giảm độ bão hòa xuống, cho da sang phần màu hồng và tăng sáng của da nhân vật lên. Tuy nhiên thì mọi người sẽ thấy là ở cái khung hình này ấy, nó sẽ có một cái vấn đề, đó là thứ nhất bầu trời chúng ta chưa được xanh lắm, và thứ hai là cái hồ nước đằng sau trông màu nước nó đang hơi vàng, hơi xấu. Thì để chỉnh được màu nước thì mình sẽ chọn vào phần màu vàng này. Đó là màu vàng, mình sẽ kéo sắc độ của nó sang màu xanh. Đó, mọi người thấy không? Một cái mẹo, chỉ cần kéo một cái thôi là trông nước của chúng ta trông xanh hơn rất là nhiều rồi. Tiếp theo là đến phần màu xanh da trời, mình sẽ giảm độ chói nó xuống. Đó, chỉ với một bước đơn giản thôi, mọi người thấy không? Cái bầu trời chúng ta đang từ mất màu, nó chuyển sang có màu nhiều hơn rất là nhiều. Mình tăng độ bão hòa lên một chút này, để cho màu nó đậm hơn. Đó, và về sắc độ thì mình hay thích là kéo nó hơi ngả một chút sang màu xanh lá cây ấy, để trông màu trời chúng ta cảm giác nó tây hơn. Mình sẽ kéo sắc độ qua bên này một xíu. Đó, tuy nhiên thì mọi người chú ý một phần, đó là nếu mà chúng ta sử dụng bằng điện thoại thì đôi khi app nó chỉnh sửa nó chưa được chi tiết cho lắm. Thế mọi người sẽ thấy ở những cái vùng mà lá cây đây này thì trông chi tiết nó lại hơi vỡ. Mình sẽ có một cách khác xử lý là mình sẽ giảm cái độ sáng của bầu trời đi. Mà thay vì thế mình sẽ vào phần mặt nạ. Mình chọn đây, mình chọn bầu trời. Chúng ta chờ một xíu để phần mềm có thể quét được bầu trời chính xác hơn. Và sau đó thì chúng ta sẽ giảm cái phần vùng sáng của bầu trời xuống. Chúng ta sẽ chọn một phần màu sắc và tăng độ bão hòa lên. Đó, thì mọi người thấy là với cái cách mà chọn như thế này ấy, thì vùng trời chúng ta được chọn nó chi tiết và chính xác hơn, và nó đỡ bị vỡ màu hơn so với cách mà chúng ta kéo lúc nãy, đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người mà sử dụng bản miễn phí ấy, thì thực sự là chúng ta chỉ cần kéo như vậy thì đa phần mình thấy là nó vẫn ok rồi. Còn nếu mọi người quan tâm về nhiều tông màu chỉnh ảnh khác thì hãy comment cho mình biết ở phía dưới, và mình sẽ làm nhiều video hơn cho mọi người ở những tập sau. Nếu mà thấy hữu ích thì nhớ nhấn like, đồng thời subscribe, comment phía dưới để cho video mình được đề xuất tới nhiều người hơn. Như vậy mình cũng sẽ có động lực để làm nhiều video hay hơn nữa cho mọi người. Sẽ hẹn mọi người trong 2 phút thứ hai tuần sau. Peace.